Xin chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Đây là phần dặn dò cô đã dặn ở tuần trước về cái bài kiểm tra lần này. Thì thời gian thực hiện đó là tuần 10 vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Hình thức làm bài là trắc nghiệm theo link Google Form mà giáo viên sẽ gửi trong cái ngày 10 tháng 11. Số lượng là 40 câu, thời gian làm bài là 45 phút, bắt đầu tính giờ lúc 8:30 cho tới 9:15. Tuy nhiên, để trừ hao trong cái quá trình các em làm bài và nộp bài thì cô sẽ phát đề lúc 8:25 phút và đúng 9:30 phút cô sẽ khóa link làm bài lại. Do đó, những bạn nào nộp sau thì sẽ không được nhận bài. Nội dung kiểm tra bao gồm có 7 bài. Bài thứ nhất là Mendel và di truyền học. Bài thứ hai là lai một cặp tính trạng. Bài thứ ba là nhiễm sắc thể. Bài thứ tư là di truyền liên kết. Bài thứ năm, ADN và bản chất của gen. Bài thứ sáu, mối quan hệ giữa gen và ARN. Bài thứ bảy, mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Thì cô dặn dò một chút, đó là môn sinh học là môn khoa học tự nhiên. Do đó nó sẽ có một số cái bài tập vận dụng và không chỉ là lý thuyết suông mà các em sẽ áp dụng những cái lý thuyết mà các em đã được học để giải thích những cái vấn đề ở trong thực tiễn mà chúng ta thường gặp. Bài thứ nhất là Mendel và di truyền học. Nội dung của bài này bao gồm có 4 phần quan trọng. Phần thứ nhất là di truyền học. Trong di truyền học, các em sẽ nêu được một số cái khái niệm, nêu được nội dung và ý nghĩa của cái ngành di truyền học. Phần thứ hai, đó là Mendel, nền móng của di truyền học. Phần thứ ba, các em phải nắm được một số cái thuật ngữ trong di truyền học và cái phần thứ tư đó chính là một số cái ký hiệu. Các em phải nắm được các cái khái niệm di truyền là gì, biến dị là gì. Thì di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ tổ tiên cho các thế hệ con cháu. Còn biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. Di truyền và biến dị là hai hiện tượng song song và nó sẽ gắn liền với nhau trong quá trình sinh sản. Nội dung của di truyền học đó là di truyền học sẽ nghiên cứu những cái cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Về ý nghĩa thực tiễn của cái ngành di truyền học này á thì di truyền học nó có vai trò rất là quan trọng không chỉ về lý thuyết mà nó sẽ còn có giá trị về thực tiễn cho khoa học chọn giống và y học, đặc biệt là trong cái ngành công nghệ sinh học hiện đại. Phần thứ hai, Mendel, người đặt nền móng cho di truyền học. Phần này các em chỉ cần nắm cho cô một cái thông tin rất là quan trọng, đó chính là phương pháp nghiên cứu của Mendel là gì. Thì phương pháp nghiên cứu của Mendel đó chính là phân tích các thế hệ lai, được chưa nào? Phần thứ ba, các em phải nắm được cho cô một số thuật ngữ và ký hiệu cơ bản của ngành di truyền học. Tính trạng là những cái đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của cơ thể. Cô lấy ví dụ tính trạng về chiều cao của cây hoặc là tính trạng về màu sắc của hạt. Nhân tố di truyền bây giờ gọi là gen, nó sẽ quy định các cái tính trạng của sinh vật. Thì ở cái bài 19 các em vừa học xong, từ gen nó sẽ tổng hợp được mRNA đúng không? Từ mRNA tạo ra protein và từ protein nó sẽ biểu hiện ra thành tính trạng. Do đó, nhân tố di truyền nó sẽ quy định các cái tính trạng của sinh vật. Thuật ngữ thứ ba đó là cặp tính trạng tương phản. Là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một cái tính trạng. Cô lấy ví dụ tính trạng về màu sắc của hạt thì cô sẽ có một cặp tính trạng tương phản.
đó là hạt màu vàng và hạt màu xanh, là cặp tính trạng tương phản. Hay là khi mà cô nói về tính trạng chiều cao của cây thì cô sẽ có một cặp tính trạng tương phản, đó là thân cao và thân thấp, được chưa nào? Tiếp theo đó là giống và dòng thuần chủng. Là giống có đặc tính di truyền đồng nhất và các thế hệ sau nó sẽ giống các thế hệ trước. Trên thực tế thì khi mà nói đến giống và dòng thuần chủng á, là người ta chỉ nói đến một hoặc một vài cái tính trạng nào đó đang được nghiên cứu, chứ người ta không phải là nói trên toàn bộ cơ thể, được chưa nào? Vậy thì các em có thắc mắc là tại sao Mendel lại chọn các cái tính trạng tương phản để thực hiện các cái phép lai của ông hay không? Vì sao nào? Vì ông cho rằng làm như thế thì nó sẽ dễ theo dõi cái sự biểu hiện của các tính trạng. Do đó, ông sẽ chọn các cái cặp tính trạng tương phản để nghiên cứu. Bài thứ hai đó là lai một cặp tính trạng tiếp theo. Trong bài này, các em phải nắm được một số cái khái niệm. Thế nào là kiểu gen, thể đồng hợp và thể di hợp? Và quan trọng nhất của bài này đó chính là lai phân tích. Các em phải biết được cái khái niệm lai phân tích, cái kết quả và cái ý nghĩa của cái phép lai này. Và nội dung thứ ba trong cái phần này đó chính là ý nghĩa của tương quan trời lặng. Kiểu gen sẽ là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. Thể đồng hợp là kiểu gen mà nó chứa cặp gen gồm hai gen tương ứng giống nhau. Trong cái thể đồng hợp thì chúng ta sẽ chia ra làm hai trường hợp, đó là đồng hợp trội và đồng hợp lặng. Thể di hợp là kiểu gen chứa cặp gen gồm hai gen tương ứng khác nhau, ký hiệu của nó sẽ là A lớn A nhỏ. Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội, cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặng. Nếu kết quả phép lai của chúng ta tìm ra nó là đồng tính, thì cái cá thể mang tính trạng trội sẽ có kiểu gen đồng hợp. Nếu kết quả phép lai là phân tính, thì cá thể mang tính trạng trội sẽ có kiểu gen là dị hợp. Vậy thì cái mục đích của phép lai phân tích là gì? Để chúng ta phân biệt được đâu là đồng hợp, đâu là dị hợp, được chưa nào? Ứng dụng của cái phép lai phân tích này vào trong một số cái bài tập. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích, kết quả thu được là gì? Khi mà cho lai phân tích có nghĩa là đem cho lai với tính trạng lặng thì quả đỏ thuần chủng sẽ là tính trạng trội. Do đó cô quy ước trước đó là A lớn là quả đỏ và A nhỏ sẽ là quả vàng. Quả đỏ thuần chủng sẽ có kiểu gen là A lớn A lớn. Quả vàng có kiểu gen là A nhỏ tại vì nó là tính trạng lặng. A lớn cho ra một loại giao tử duy nhất đó là A lớn. Tương tự A nhỏ cho ra một loại giao tử duy nhất đó là A nhỏ. Hai cái giao tử này nó sẽ kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh, tạo ra F1 có kiểu gen là A lớn A nhỏ. Vì trong kiểu gen của nó có A lớn, đó là tính trạng trội, mang màu sắc đó là màu đỏ, do đó kiểu hình chúng ta thu được sẽ là 100% quả màu đỏ. Đáp án chúng ta chọn là toàn quả đỏ. Ở đậu Hà Lan, gen A lớn quy định thân cao, gen A nhỏ quy định thân thấp. Cho lai cây thân cao với cây thân thấp thì F1 thu được là 51% cây thân cao và 49% cây thân thấp. Kiểu gen của B là gì? Từ đề chúng ta thấy được là ở F1 nè, thu được 51% cây thân cao và 49% cây thân thấp. Thì các em hãy rút gọn cho cô. Tỷ lệ cô thu được đó chính là 1:1. Tiếp theo các em hãy tính về cái số hợp tử. Hợp tử thì một thân cao một thân thấp, số hợp tử của chúng ta sẽ là 2.
Ví dụ như là mẹ của chúng ta sinh ra một người da đen, một người da trắng, hỏi là mẹ đã sinh ra bao nhiêu cái hợp tử, hoặc là sinh ra bao nhiêu đứa con, thì tất nhiên là chúng ta sẽ có hai đứa con rồi, đúng không? Muốn cho ra hai hợp tử thì số giao tử sẽ là tích của bố và mẹ, thì hai sẽ là 2 x 1 hoặc là 1 x 2. Đây là cái bảng mà từ cái kiểu gen chúng ta cho ra giao tử đây. Muốn cho ra giao tử là 2 thì kiểu gen của chúng ta chắc chắn sẽ là A lớn, A nhỏ. Một loại giao tử kiểu gen của chúng ta là A lớn hoặc A nhỏ A nhỏ. Tuy nhiên ở cái đề người ta cho chúng ta nè, cho lai cây thân cao với cây thân thấp thì A lớn, A nhỏ là cây thân cao rồi. Còn lại là cây thân thấp thì chúng ta sẽ loại cái trường hợp A lớn ra. Do đó B của chúng ta sẽ có kiểu gen là A lớn, A nhỏ lai với A nhỏ, A nhỏ. Và đáp án chúng ta chọn là đáp án thứ tư. Bài 8, nhiễm sắc thể. Trong bài này, các em sẽ nắm một số cái nội dung. Phần thứ nhất, đó là tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể. Phần thứ hai là cấu trúc của nhiễm sắc thể. Và phần thứ ba, đó chính là chức năng của nhiễm sắc thể. Thì trong cái tế bào sinh dưỡng á, nhiễm sắc thể nó sẽ tồn tại thành từng cặp tương đồng, sẽ giống nhau về hình thái, về kích thước. Trong đó sẽ có một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố và một nhiễm sắc thể sẽ có nguồn gốc từ mẹ. Bộ nhiễm sắc thể mà chứa cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng được gọi là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và nó sẽ được ký hiệu là 2N. Còn ở trong tế bào sinh dục hoặc là trong tế bào giao tử thì bộ nhiễm sắc thể nó chỉ chứa một nhiễm sắc thể của cái cặp tương đồng thôi, được gọi là bộ nhiễm sắc thể đơn bội và nó ký hiệu là N. Vậy thì khi mà học xong bài này các em biết là nhiễm sắc thể là cấu trúc nó nằm ở đâu không nào? Nó chính là cấu trúc nằm ở bên trong nhân tế bào, được chưa nào? Thì ở những cái loài đơn tính á, nó sẽ khác nhau giữa cơ thể đực và cơ thể cái ở một cặp nhiễm sắc thể giới tính thôi, đó là XX và XY. Các em nắm chắc cái phần này nhé. Chỉ có duy nhất một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Cô lấy ví dụ ở người. 2N bằng 46, có nghĩa là chúng ta sẽ có 46 chiếc nhiễm sắc thể. Thì chỉ có một cặp nhiễm sắc thể duy nhất, mà một cặp là mấy chiếc? Là 2 chiếc nhiễm sắc thể giới tính thôi, còn lại sẽ là 44 chiếc nhiễm sắc thể thường hoặc là 44 nhiễm sắc thể nằm trong tế bào sinh dưỡng của người, được chưa nào? Bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài nó sẽ đặc trưng về số lượng và đặc trưng về về hình dạng của nhiễm sắc thể. Bài 13 là di truyền liên kết. Ở bài này các em sẽ nắm được các cái thí nghiệm của mật gan và biết được là mật gan là cha đẻ của cái ngành di truyền học hiện đại. Và ý nghĩa của di truyền liên kết là gì? Chúng ta cùng vào cái thí nghiệm của mật gan. Đầu tiên là ông quy ước B lớn là thân xám, trội so với B nhỏ là thân đen, V lớn là cánh dài, trội hoàn toàn so với V nhỏ là cánh cụt. Thì ông cho hai con ruồi thuần chủng thân xám cánh dài lai với lại thân đen cánh cụt. Thân xám cánh dài thuần chủng có kiểu gen là B lớn trên B lớn, V lớn. Lai với thân đen cánh cụt là B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Cái cơ sở tế bào học của di truyền liên kết nó sẽ được thực hiện trong cái sơ đồ sau. Vì B lớn thuần chủng, do đó nó chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất thôi, đó là B lớn, V lớn. Tương tự, B nhỏ cũng thuần chủng, cho ra một loại giao tử duy nhất, đó là B nhỏ, V nhỏ. Phần này nói cho các em dễ hiểu hơn, đó là các em hãy nhìn cái phần ở trên và cái phần ở dưới. Nếu mà nó giống nhau, thì nó chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất. Còn nếu mà nó khác nhau, thì nó sẽ cho ra hai loại, được chưa nào? Đó là cách mà chúng ta dễ hiểu nhất. F1
thì các cái giao tử này nó sẽ kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh, tạo ra bé lớn, bé lớn trên bé nhỏ, bé nhỏ. Và vì có bé lớn, có V lớn ở trong cái kiểu gen của nó, nên là các cái con ruồi ở F1 này nó sẽ có kiểu hình là thân xám cánh dài. Sau đó ông cho cái con thân xám cánh dài này đem lai phân tích. Thì lai phân tích là chắc chắn là chúng ta sẽ đem lai với cái cá thể có kiểu gen là đồng hợp lặn, là B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ, tạo ra giao tử. Lúc nãy cô đã nói rồi nè, chúng ta nhìn phần trên và phần dưới, thì phần trên của nó là B lớn và B nhỏ khác nhau. Do đó nó sẽ cho ra hai loại giao tử, đó là B lớn và B nhỏ. Còn ở bên đây, B nhỏ trên B nhỏ chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất thôi, đó là B nhỏ. Các cái giao tử này nó kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh, thì nó tạo ra là đây, B lớn trên B nhỏ, và B nhỏ trên B nhỏ. Về cái kiểu hình, ở trong cái kiểu gen này có B lớn, do đó nó sẽ có kiểu hình là thân xám, có V lớn, do đó nó có kiểu hình là cánh dài. Còn ở cái kiểu gen B nhỏ trên B nhỏ, nó chỉ có B nhỏ và V nhỏ thôi, do đó nó sẽ mang kiểu hình là đen cục. Cô nhắc lại cách xác định giao tử nè. Các em nhìn phần trên và phần dưới của nó, nếu mà nó giống nhau thì nó chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất thôi, đó là B lớn, V lớn. Ở đây cũng vậy, ở trên và ở dưới giống nhau, chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất. Phần trên và phần dưới giống nhau. Phần trên và phần dưới giống nhau, được chưa nào? Chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất. Còn nếu mà ở phần trên và phần dưới khác nhau thì nó cho ra tối đa là hai loại giao tử đối với dây chuyền liên kết, thì tạo ra là B lớn và B nhỏ. Hoặc là một cái ví dụ khác cũng vậy, ở trên và ở dưới khác nhau, nó chỉ cần cho khác nhau một chữ thôi nha các em, thì nó cũng tạo ra hai loại giao tử rồi. Ý nghĩa của di truyền liên kết thì trong tế bào mỗi nhiễm sắc thể nó sẽ mang nhiều gen để tạo thành cái nhóm gen liên kết, nó sẽ hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp để đảm bảo di truyền bền vững của từng cái nhóm gen quý. Và trong chọn giống thì có thể chọn những cái nhóm tính trạng tốt, nó sẽ luôn luôn đi kèm với nhau. Và cô cung cấp thêm cho các em một số thông tin, đó là ở ruồi giấm thì bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 8, nhưng mà trong tế bào nó lại có khoảng 4.000 gen. Vậy thì theo các em, sự phân bố của gen trong nhiễm sắc thể nó sẽ như thế nào? Một phép tính đơn giản đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 4.000 mà có 8 nhiễm sắc thể, thì như vậy là với mỗi nhiễm sắc thể thì nó có khoảng 500 gen. 500 gen. Và trong tế bào mỗi nhiễm sắc thể mang nhiều gen như vậy thì nó phải liên kết lại với nhau để tạo thành cái nhóm gen liên kết. Và cái nhóm gen liên kết này chính bằng cái bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài. Cô lấy ví dụ, đối với ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể là 2N bằng 8. Vậy thì bộ nhiễm sắc thể đơn bội của nó sẽ là N bằng 4. Nó sẽ có 4 nhóm gen liên kết. Được chưa nào? Bài tiếp theo, ADN và bản chất của gen. Ở bài này các em có 3 cái nội dung chính, đó là nguyên tắc tự nhân đôi của ADN. Nội dung thứ hai các em phải nắm được đó chính là bản chất của gen, và phần thứ ba đó chính là chức năng của ADN. Quá trình nhân đôi ADN nó sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên là phân tử ADN nó sẽ tháo xoắn, hai mạch đơn tách ra. Các nucleotide tự do trong môi trường nội bào nó sẽ liên kết với các nucleotide trên hai mạch đơn. Và hai ADN con được hình thành dựa trên cái mạch khuôn của ADN mẹ, nhưng mà nó sẽ ngược chiều nhau. Quá trình nhân đôi của ADN nó sẽ diễn ra theo nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc bổ sung, có nghĩa là A nó sẽ liên kết với T và G nó sẽ luôn luôn liên kết với X.
Và nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc bán bảo toàn, có nghĩa là nguyên tắc giữ lại một nửa. Cô cho một cái bài tập nhỏ sau đây. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau. Các em hãy viết cái đoạn mạch bổ sung của nó có trình tự như thế nào. Thì giống như lúc nãy cô mới vừa nói, đó là A liên kết với T, G liên kết với X. Đầu tiên là A, thì cái nu đầu tiên sắp xếp với A sẽ là T, G sẽ liên kết với X, X liên kết với G, T liên kết với A, A liên kết với T, X liên kết với G, G liên kết với X và T liên kết với A. Vậy thì đáp án chúng ta lựa chọn là đáp án D. Về bản chất của gen, gen là một đoạn của phân tử ADN. Nó có chức năng di truyền xác định và bản chất hóa học của gen nó chính là ADN. Gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của một loại protein. Về mối quan hệ giữa gen và ARN, đầu tiên các em phải biết được ARN là gì. Cái thứ hai đó là nguyên tắc để tổng hợp nên ARN. Và phần thứ ba đó là phần mối quan hệ giữa gen và ARN. ARN hay có tên gọi đầy đủ là acid ribonucleic, được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. ARN là một đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân của nó là các nucleotide. Có bốn loại nucleotide đó là adenine, uracil, guanine và cytosine. So sánh cấu tạo của ADN và ARN thì phần giống nhau. Nó được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học như là carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. Chúng đều là các cái đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nucleotide. Đều là các cái chuỗi sắn. Về cái điểm khác nhau. Số mạch ARN chỉ có một mạch thôi, nó là mạch đơn. Còn ADN là có hai mạch. Các loại đơn phân, ARN có bốn loại đơn phân là A, U, G, X. ADN cũng có bốn loại đơn phân là A, T, G, X. Nó chỉ khác nhau ở một cái nucleotide, đó là U và T. Về kích thước và khối lượng thì ARN nó có kích thước lớn, tuy nhiên nó sẽ nhỏ hơn kích thước của ADN. Và ADN thì nó sẽ có kích thước rất là lớn. Căn cứ vào chức năng thì người ta sẽ chia ARN ra làm 3 loại. mRNA hay còn gọi là ARN thông tin. Nó sẽ truyền đạt thông tin cấu trúc của protein. tRNA là ARN vận chuyển. Nó sẽ vận chuyển các cái axit amin tương ứng đến nơi tổng hợp protein. Và rARN là ARN ribosome, nó sẽ cấu tạo nên ribosome nơi tổng hợp nên protein. Vậy thì ARN được tổng hợp theo cái nguyên tắc nào? Cái quá trình tổng hợp ARN á, nó sẽ diễn ra ở bên trong nhân tại các cái nhiễm sắc thể ở kỳ trung gian. Và ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu đó chính là ADN. Về diễn biến thì đầu tiên gen nó sẽ tháo xoắn hay còn gọi là ADN nó sẽ tháo xoắn tách dần thành hai cái mạch đơn và các nucleotide mạch đơn liên kết với các nucleotide ở trong môi trường nội bào tạo thành từng cặp và hình thành nên cái mạch ARN. Sau khi kết thúc thì ARN nó sẽ tách khỏi gen và nó sẽ rời nhân đi ra ngoài chất tế bào. Và sau đó nó sẽ thực hiện quá trình tổng hợp protein mà các em đã được học ở bài 9, 19 đúng không nào? Nguyên tắc tổng hợp thì ARN được tổng hợp theo hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất đó là nguyên tắc khuôn mẫu, đó là dựa vào một mạch của phân tử ADN. Các em nhớ là chỉ có một mạch của phân tử ADN thôi nhé. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bổ sung,
Có nghĩa là A trên mạch khuôn sẽ liên kết với U của môi trường, T của mạch khuôn sẽ liên kết với A của môi trường, G của mạch khuôn sẽ liên kết với X của môi trường và X của mạch khuôn sẽ liên kết với G của môi trường. Về mối quan hệ giữa ADN và ARN thì ARN nó được tổng hợp từ ADN. Do đó mà trình tự các nucleotide ở trên mạch khuôn của gen nó sẽ quy định trình tự các nucleotide ở trên phân tử ARN. Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau. Mạch 1 và mạch 2, đây là một cái đoạn ADN được chưa nào? Hãy xác định trình tự các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2. Chỉ lấy cái mạch 2 là mạch khuôn thôi thì các em sẽ viết lại cái mạch khuôn. Và sau đó các em sẽ viết được cái mạch ARN theo nguyên tắc bổ sung. Cứ T ở trên mạch khuôn thì sẽ liên kết với A ở trong môi trường, A sẽ liên kết với U ở trong môi trường, X liên kết với G, G liên kết với X, A liên kết với U, G liên kết với X và X liên kết với G. Một cái bài tập khác. Bài này sẽ giống như là bài các em sẽ làm trong kiểm tra mục tiếp. Một đoạn gen có cấu trúc như sau. Nếu mạch 2 là mạch khuôn thì đoạn mạch mRNA được tổng hợp là gì? Giống như là cái ví dụ mà các em mới vừa làm. Đáp án của chúng ta lựa chọn là đáp án thứ ba. Một ví dụ khác. Một đoạn mạch ARN có trình tự như sau. Xác định trình tự các nucleotide trong đoạn gen đã tổng hợp nên mạch ARN nói trên. Có nghĩa là bài này đang cho ARN và người ta yêu cầu chúng ta là viết cái mạch ADN. Cô viết lại cái mạch ARN nè. Và bây giờ chúng ta sẽ viết cái mạch khuôn đã tổng hợp nên cái ARN này. Thì A sẽ liên kết với T, U liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G, U liên kết với A, X, T và G. Các em lưu ý nè, khi mà các em viết mạch ARN á, thì nó không thể nào có T. Còn khi mà các em viết mạch khuôn của ADN thì không thể nào có U, được chưa? Tương tự, một ví dụ khác, các em lựa chọn đáp án nào? Đáp án số 2 đúng không? Bài tập tiếp theo. Một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotide như sau. Hãy xác định trình tự các nucleotide trong đoạn mạch bổ sung của đoạn gen đã tổng hợp ra cái đoạn mạch ARN nói trên. Đề cho chúng ta là mạch ARN. Tuy nhiên, đề không biểu chúng ta viết cái mạch khuôn mà đề nói là viết cái mạch bổ sung của cái mạch khuôn đó. Thì từ cái mạch ARN này, đầu tiên các em phải viết được đó là cái mạch khuôn. Và sau đó từ cái mạch khuôn, các em mới viết cái mạch bổ sung theo cái mạch khuôn này. T liên kết với A, T, G, X. Mạch khuôn và mạch bổ sung nó là của ADN, do đó các em thấy hai mạch của nó có T đúng không? Rồi, tương tự. Một đoạn mạch ARN có cấu trúc như sau. Đoạn mạch nào là mạch bổ sung của đoạn gen đã tổng hợp nên ARN nói trên? Thì từ cái ARN này, các em sẽ viết được cái mạch khuôn. X liên kết với G, U liên kết với A, U liên kết với A, X liên kết với G, G liên kết với X, tương tự. Và sau đó từ cái mạch khuôn này các em mới viết được cái đoạn mạch bổ sung. Và đáp án của chúng ta là đáp án
Số 4. Rồi, đề cho một cái đoạn mạch bổ sung. Có nghĩa là đang cho ADN nhưng mà nó là mạch bổ sung. Đề yêu cầu chúng ta là viết cái phân tử mRNA từ cái đoạn mạch trên có trình tự là, rồi từ cái đoạn mạch bổ sung thì các em sẽ viết được cái mạch khuôn, và từ cái mạch khuôn này sau đó các em mới viết được cái mạch ARN. Đáp án của chúng ta chọn là đáp án thứ hai. Bài cuối cùng là mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Các em sẽ nắm được cho cô các cái nội dung chính sau đây. Đầu tiên, đó là mối quan hệ giữa ADN và protein. Thứ hai, đó chính là mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Thì mRNA nó là cái dạng trung gian và nó có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc protein sắp được tổng hợp từ ở trong nhân ra ngoài chất tế bào. Sự hình thành chuỗi axit amin nó sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên là mRNA nó sẽ rời khỏi nhân đi đến ribosome để tổng hợp nên protein. Các tRNA nó sẽ mang axit amin vào trong ribosome khớp với mRNA theo nguyên tắc bổ sung và nó sẽ đặt axit amin vào đúng cái vị trí. Khi ribosome dịch lên một nấc ở trên mRNA thì một cái axit amin nó sẽ được hình thành. Và khi ribosome nó dịch chuyển hết cái chiều dài của mRNA á thì cái chuỗi axit amin nó sẽ được tổng hợp xong. Và cái nguyên tắc để tổng hợp ra cái chuỗi axit amin này nó dựa theo hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc khuôn mẫu, đó chính là mRNA dựa vào mRNA để tổng hợp nên mRNA được gọi là khuôn mẫu. Và nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bổ sung, có nghĩa là A nó sẽ liên kết với U và G nó sẽ liên kết với X và ngược lại. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng thì trình tự các nucleotide ở trong gen, có nghĩa là ở trên ADN á, thì nó sẽ quy định trình tự các nucleotide ở trên mạch mRNA và qua đó nó sẽ quy định là trình tự các axit amin cấu tạo nên protein. Và protein tham gia cấu tạo vào các hoạt động sinh lý của tế bào và nó sẽ biểu hiện thành các cái tính trạng. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Kết thúc thì cô sẽ chúc các em làm bài thật là tốt. Các em hãy đọc đề thật là kỹ, được chưa nào? Xin chào và hẹn gặp lại.